ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Hà Nam. Hơn 6 tấn mỡ động vật chưa qua chế biến và dầu mỡ động vật dạng lỏng đã qua chế biến cùng nội tạng động vật. Có hiện tượng biến sắc, bốc mùi hôi thối nồng nặc, được chứa trong các tách nhựa, thùng nhựa, chất đống trên sân, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có biện pháp bảo quản, che chắn và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được chủ cơ sở này thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh về sơ chế, chế biến để bán ra thị trường, vừa bị cơ quan công an Hà Nam phát hiện và bắt giữ. Thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị để tham mưu cho giám đốc công an tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo hệ lực lượng tiến hành rà soát các cơ sở, các địa điểm tập kết hàng có dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng nhái, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là trong thời gian tới thì dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề thì nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao. Vì vậy là chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng, tập trung tất cả các biện pháp, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh để góp phần đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm của tỉnh nhà. Trên thực tế, vì lợi nhuận, một số đối tượng đã bất chấp các thủ đoạn để mua bán, sản xuất, tàng trữ nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, thậm chí có dấu hiệu phân hủy để tuồn vào thị trường, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện xử lý trên 130 vụ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, xử phạt trên 650 triệu đồng. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng kiểm tra phát hiện và ra quyết định xử phạt trên 20 vụ về thực phẩm bẩn, ra tổng số tiền xử phạt gần 100 triệu đồng. Thì trong thời gian tới, dịp Tết Nguyên đán sắp tới thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con, toàn thể quần chúng nhân dân là khi đi mua thực phẩm thì nên lựa chọn những thực phẩm là có tem nhãn mác, nguồn gốc cụ thể, tránh xa những cái thực phẩm mà không rõ nhãn mác, nguồn gốc. Và khi phát hiện những thực phẩm bẩn nói trên thì cũng đề nghị với bà con là liên hệ ngay với lực lượng cảnh sát kinh tế môi trường hoặc là chính quyền địa phương nơi gần nhất để được phát hiện xử lý kịp thời. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đây cũng là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, bắt giữ, xử lý, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức để trở thành người tiêu dùng thông minh, cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh thực phẩm có uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiên quyết nói không với thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ và ham rẻ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và gia đình.